Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ Chia sẻ học tập Quần thư trị yếu 360 Chủ giảng thầy Thái Lễ Hút Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia Tập 25 Kính chào các vị trưởng bối, các vị học trưởng Xin chào mọi người Nguồn thư trị yếu 360 của chúng ta Từ Việc làm vua Làm người lãnh đạo Mà biết được Giới tham Biết được Trừng phẫn Biết được cách hướng thiện Sửa đổi lỗi lầm Cho việc tu dưỡng Lập thân này Lần trước chúng tôi đã nói đến bổn phận đôn thân gọi là thân tu rồi mới gia tề, gia tề rồi mới quốc trị. Kỳ gia bất khả giáo, nhi năng giáo nhân giả vô chi. Không thể thương yêu người trong gia đình, đối với con cháu không thể tận tâm dạy bảo mà lại thương yêu người khác, đi dạy bảo người dân. Đây là việc không thể Cổ thánh điên hiền của chúng ta Trình bày rõ đạo lý nhân sinh Đặc biệt rất xem trọng cái gốc Phải bắt đầu từ căn bản Bổn lập Nhi đạo sanh Cho nên tu thân tề gia là nền tảng Tu dưỡng rất quan trọng Của việc trị quốc Việc quản lý công ty Quản lý đoàn thể lần trước trong hiếu kinh có nói đến ái thân giả bất cảm ác ư nhân kính thân giả bất cảm mạng ư nhân một người tu dưỡng đại căn đại bổn đều ở hai chữ ái kính từ việc thương yêu cha mẹ của mình đến yêu thương người khác láng giềng hàng xóm cho đến xã hội đại chúng chúng ta bước ra xã hội sống cùng với mọi người nếu như có sự đối lập có sự xung đột chính là do cái tâm kính yêu của chúng ta chưa thật sự phát ra từ tận đáy lòng thật sự phát ra những điều không thể thay đổi thì mới gọi là chân thật nếu thay đổi thì đó là giả chân thật thì không thay đổi chân thì không giả chúng ta hãy xem những người con hiếu thời xưa họ làm quan là vì tình thương yêu bao la bởi vì hiếu là cái gốc của nhân ái cái hiếu đó của họ là hiếu chân thật là chí hiếu tâm thương yêu liệt phát ra cho nên tâm kính yêu đối với mọi người của chúng ta không đủ là nước chảy đầu nguồn đạo hiếu này vẫn là thiếu sót chúng ta thường xuyên biết phản tỉnh là rất quan trọng mỗi ngày chúng ta vẫn còn là bất kính với đồng nghiệp với bạn bè vẫn không nghĩ vì người khác vẫn còn xảy ra xung đột tư tưởng vẫn chưa được thoải mái lòng kính yêu này có vấn đề hơn nữa cái tâm kính yêu đối với cha mẹ vẫn không đủ giống như thầy thuốc trị bệnh thì phải tìm ra nguồn gốc của căn bệnh cho nên chúng ta khiếm khuyết rất nhiều về đức hạnh có thể là do hiếu đạo chưa đủ nếu phản tỉnh thì nên phản tỉnh từ việc hiếu này có thể tìm ra nguồn gốc của vấn đề Tâm hiếu sinh ra thì Trăm điều thiện sinh ra Vì vậy chúng ta đối với cha mẹ Luôn luôn có được cái tâm kính yêu hay không Mấy may không quên hai thái độ này Hơn nữa Không kính yêu đối với những người cùng sống chung Xung đột với những người sống chung làm cho cha mẹ lo lắng Còn lo sợ chúng ta ra bên ngoài sẽ gây ra những chuyện gì Cãi nhau với người ta không được vui Đức tổn thương Cha mẹ lo Chỉ cần cha mẹ Vẫn còn lo lắng cho sự tu dưỡng của chúng ta Các sự thế của chúng ta chưa được tròn vẹn Như này cũng làm cho cha mẹ lo lắng cho chúng ta thì không thể nói được việc tận hiếu thực sự có tâm hiếu nhất định không nên nói mang bao nhiêu vật chất bên ngoài cúng dường cho cha mẹ mà thôi vẫn là cần cái tâm phụng dưỡng cha mẹ làm cho cha mẹ lúc nào cũng yên tâm không lo lắng cho chúng ta vẫn là phải từ việc tu dưỡng mà bắt đầu vẫn là phải trừ bỏ những tập khí không tốt của bản thân mình những tập khí tham sân si mạng nghi thật ra tĩnh tâm lại và suy nghĩ giả như chúng ta làm cho cha mẹ lo lắng thực sự mà nói đi đến nơi nào cũng sẽ làm cho lãnh đạo lo lắng đi học thì sẽ làm cho thầy cô lo lắng điều này là chắc chắn rồi người mà lúc nào cũng nghĩ đến cha mẹ không dám làm cho cha mẹ hổ thẹn Không dám làm cho cha mẹ lo lắng Họ có cái tâm như vậy Họ đi đến đơn vị thì tự nhiên sẽ là trung thần Trung thần xuất thân Từ nơi con hiếu Tâm báo ân của họ khởi lên Họ không muốn làm cho Lãnh đạo lo lắng Mọi người có nhớ tuần trước không? Chúng ta nghe Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hát thiết lòng mọi người có nhớ nguồn gốc của chữ thiết chưa <laughs> khiêm tốn thì được lợi ích khiêm tốn thì hợp với lòng trời không nên quá khoe khoang các vị xem động lực học tập của chủ tịch hội đồng quản trị hách thiết long là ở đâu động lực làm việc ở đâu động lực của sự nghiệp là ở đâu toàn bộ đều là ở hiếu đạo có hay không Tôi khẩn trương giúp cho cha mẹ sống đời an vui Các vị xem anh ấy đi đến đơn vị Anh nói tôi nhất định làm để cho lãnh đạo của tôi Phải giơ tay tán thưởng Có hay không Cha mẹ thích Dốc lòng làm Mọi người không nên xem thường đệ tử quy Hết thể trạng thái tâm lý xử thế Quan trọng nhất Đều được hình thành từ những câu kinh trong đệ tử quy Đều là những chi tiết phát sinh ở trong gia đình vì vậy trên đường tu học phát hiện được lỗi lầm của chính mình thì được gọi là khai ngộ sửa đổi lỗi lầm của mình thì đó là chân thật tu hành cho nên vấn đề phát hiện không phải là việc xấu phát hiện tập khí của mình cái gốc của bệnh không phải là việc xấu Dĩ như cảm thấy việc phát hiện cái gốc của bệnh rất là khó chịu vì thì cái gốc đó vẫn chưa tìm ra được cái gì là gốc sĩ diện là gốc đã phát hiện ra vấn đề rồi người ta chỉ ra thì rất khó chịu đó là sự sĩ diện của chúng ta đã làm trở ngại chúng ta đó không phải là thật sự yêu thương bản thân mình chân thật hiểu rõ bản thân mình có minh đức bổn thiện Luôn luôn nghĩ đến mà khẩn trương đối trị những tập khí ô nhiễm này Có người báo cho biết Thì chúng ta cảm ơn vẫn không kịp nữa Họ giúp ta khôi phục lại minh đức bổn thiện của mình Làm sao nghe xong mà không vui vẻ chứ Nhìn họ không vừa con mắt Vậy là hồ đồ rồi Như vậy bản thân mình đã vô lễ rồi Cho nên trên con đường tu học học quý ở việc tự hiểu biết biết người là trí biết mình là khôn phải có tự trí chi minh không nên khi người khác chỉ ra cái lỗi lầm của mình bản thân không được tự ái mà quá hờn còn dên giáo nói rằng tôi bây giờ tôi chưa muốn sửa đổi việc này sẽ tổn hại đối với đạo nghiệp thiên hạ thông minh tuấn tú bất thiểu những người tốt có trí lực thật sự thì không ít cho nên đức bất gia tu đức hạnh không thể nâng cao thì đạo nghiệp không thể tiến bộ nghiệp bất gia quản giả chỉ vi nhân tuần nhị tự đam cát nhất sinh chúng ta đã gặp qua trường hợp người khác chỉ ra tập khí của mình chưa được rồi được rồi tôi sửa thì được rồi chứ gì chúng ta có trả lời như vậy không thính tư thông người ta vừa nghe điều này có thể thay đổi hay không không chỉ không thể thay đổi ngay sau đó thì tập khí liền hiện ra lúc nói câu này thứ nhất là tâm sân hận nổi lên thứ hai là thái độ ngạo mạn nổi lên Cho nên đạo học vấn không có chi khác Đó chỉ là Tìm lại cái tâm đã buông sỏng của mình mà thôi Phải bắt đầu công phu từ nơi cái tâm này Cho nên Quán tâm vi yếu Điều quan trọng nhất của việc tu thân Là luôn luôn phải khéo quan sát Sự khởi tâm động niệm của cái tâm này Nếu sai thì nhanh chóng sửa đổi lại Nhanh chóng tu sửa lại gọi là không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm cho nên câu nói này trong hiếu kinh nhắc nhở chúng ta luôn luôn có cái tâm yêu kính đạo không thể nào xa lìa con người được cái tâm kính yêu này có thể duy trì được một tháng đảm bảo với mọi người là phiền não giảm đi trí huệ tăng sự công phu tu sửa này phải được đề cao khi con người có tâm yêu kính thì sẽ không có sân hận sẽ không ngạo mạn sẽ không tự tư tự lợi yêu chính là luôn luôn nghĩ đến mọi người kính là tôn trọng mọi người không ngạo mạn cho nên tu thân tề gia từ cái tâm kính yêu đầy và bắt đầu chỉ có kính yêu thì gia đình mới hòa thuận tiến thêm một bước là sự nghiệp có thể tiến hành được tốt hơn gia đình thường xuyên tranh cãi với nhau thì tinh thần không được yên ổn sự nghiệp cũng rất khó duy trì dài lâu mà tiếp theo một câu nữa Câu thứ 19 là được trích từ bộ khổng tử Gia ngữ Đại hôn Chúng ta cùng nhau Đọc qua một lần Tôi bắt đầu đọc Các vị đọc theo Nào bắt đầu Quân dương anh minh ba đời hạ thương chu Trong quá khứ Chắc chắn biết tôn trọng yêu thương che chở vợ con mình đó là điều có lý. Vợ là người đảm đương việc cúng tế tổ tiên, chăm sóc cha mẹ, giúp chồng dạy con. Con cái là thế hệ sau của tổ tiên, sao có thể không tôn trọng? Cho nên không có quân dương nào không tôn trọng vợ con mình. Nói tới việc tôn trọng quan trọng nhất là tôn trọng chính mình. Bản thân là cành lá sẽ ra từ cha mẹ Sao có thể không tôn trọng Không tự trọng tức là làm tổn thương tới cha mẹ Làm tổn thương tới cha mẹ Là tổn thương tới cái gốc Làm tổn thương tới cái gốc Thì cành lá cũng theo đó mà khô héo Ba điều này Bản thân, vợ con Quân dương và bá tánh Đều có như nhau tự nhiên họ sẽ làm theo gương của quân dương trân trọng bản thân mình thì sẽ trân trọng bá tánh thương yêu con cái mình thì sẽ thương yêu con cái bá tánh tôn trọng vợ mình thì sẽ tôn trọng vợ bá tánh quân dương làm được ba việc này đó là sự giáo hóa lâu dài thì mới có thể phổ cập đến toàn thiên hạ chúng ta đọc đến đoạn này có thể gạn lọc lại sự nhận thức sai lầm vô cùng nghiêm trọng Đối với văn hóa truyền thống Rất nhiều người nói văn hóa truyền thống Không tôn trọng phụ nữ Các vị xem đây là lời nói của Thánh Nhân Của Bậc Tiên Sư Thánh Hiện Thật sự Thời cận đại đều cảm thấy tương đối Tôn trọng phụ nữ trên hình thức hình như là Thấy tôn trọng phụ nữ Quyền lợi của người phụ nữ Càng lúc càng nhiều Vậy thưa các vị Các chị em phụ nữ Các vị cảm thấy có được tôn trọng không Chế định ra rất nhiều thứ luật Phụ nữ Tham gia việc chính trị Thì có những quyền lợi gì Được lập ra rất nhiều Mọi người cảm thấy được tôn trọng không mọi người hãy bình tĩnh mà xem pháp luật bảo hộ cho quyền của người phụ nữ rất là nhiều nhưng mà phụ nữ bị xúc phạm thì chỉ có tăng mà không có giảm tuy là pháp luật hình như đã đưa ra rất nhiều luật bảo hộ trong tâm mọi người hãy nghĩ xem nam giới càng ngày có tôn trọng phụ nữ hay không điều này Tôi không biết Điều này phải để các cô bình tâm mà suy nghĩ Thật sự chúng ta hãy nói lại Những lời dạy bảo của tổ tiên của chúng ta Trong đại học có nói Mọi vật đều có góc nguồn Mọi sự việc đều có đầu đuôi Bất cứ việc gì đều phải bắt đầu công phu Từ cái gốc Tôn trọng người khác là đã có hay chưa làm sao có được là tự mình phải thực hiện mới chiêu cảm được đây mới là sự tôn trọng chân thật các vị xem con người thời đại này luôn luôn khẳng định đây là quyền lợi của tôi đây là quyền lợi của tôi càng ngày càng ích kỷ có một trường hợp chúng tôi nhìn thấy phải lắc đầu cha mẹ chết đã qua đời chỉ cần cha mẹ để lại tiền thì con cái đều tranh dịch nhưng mà còn một điểm nữa nếu cha mẹ nợ tiền người ta thì chẳng có ai trả thay cho cha mẹ mọi người có nhìn thấy hiện tượng gì hay không? Có tiền thì các vị có thể thừa hưởng nợ tiền thì các vị nên trả thì mới phù hợp với đạo lý chứ? Các vị xem hiện nay pháp luật tăng thêm cho con người ta điều gì? Pháp luật của các vị phải nghĩ sao cho toàn diện nếu không các vị xem đều là bảo vệ cho sự tự tư tự lợi của con người chỉ có hưởng quyền lợi mà không tận hết nghĩa vụ cái nhân tính này có lúc pháp luật nếu như chế định không thỏa đáng sẽ tăng thêm tính tham cho con người cho nên thật sự con người phải có đạo nghĩa mà không phải đi yêu cầu nếu như yêu cầu Thì trên thực tế không tương ưng với chân lý Bởi vì chân lý là gì? Là chiêu cảm Là cảm được Không phải là ép buộc người khác Cho nên sự tôn trọng bắt nguồn Từ việc bản thân mình Tự tôn trọng rồi mới được người khác tôn trọng Các vị xem trên vách tường của công ty Bách Quá Đều treo hình phụ nữ ăn mặc hở hang các cô phụ nữ có đi kháng nghị chưa các vị cảm thấy cô gái đó ăn mặc hở hang như vậy là có tôn trọng phụ nữ không các cô nữ sao mà cái gì cũng không nói vậy? các vị nhìn xem những biểu hiện trong xã hội này có tôn trọng phụ nữ hay không các phụ nữ sao mà không có phản ứng gì cánh đàn ông mỗi ngày nhìn điều này cái gì nói họ sẽ tôn trọng phụ nữ sao đàn ông vốn là tương đối dễ bị kích động mọi người không có ý kiến phẩm chất đặc biệt của người nam và người nữ khác nhau tôi nói thật các vị không nên đối với tôi có cách nhìn như thế nào thời đại này có lúc thật sự rất dễ làm mất lòng người nhưng mà chúng ta đều là bạn cũ nên các vị tương đối rộng lượng với tôi Bởi vì người xưa rất thông hiểu tính cách của con người. Con người hiện nay đều nắm chặt tư tưởng hỗn độn, không hiểu được tính cách con người. Còn ở đó nhấn mạnh cách nhìn của mình là đúng cho nên rất nhiều trào lưu tư tưởng thời cận đại đã làm thiên lệch đi quan niệm tư tưởng của con người. vì vậy chúng ta nên quay trở về chứ bản tánh của chúng ta là tốt rồi chúng ta vì sao tôn trọng cha của mình bởi vì đối với gia đình cha có trách nhiệm chúng ta tôn trọng cha của mình có phải là do người cha yêu cầu không xin hỏi mọi người cha của các vị có đối với các vị thế này không con phải tôn trọng cha nhé nói như vậy chẳng có được vì sao chúng ta lại tôn trọng người cha từ tận trong tâm nhưng mà trái lại vì sao cha mẹ không được con cái tôn trọng bởi vì họ chưa tận hết bổn phận cho nên để nhận được sự tôn trọng của người khác thì bản thân mình phải tận hết bổn phận không cảm thấy được người khác tôn trọng Là từ bản thân mình không chịu cầu tiến Thậm chí là Do không tận hết bổn phận chiêu cảm đến Trong lịch sử Trong đoàn văn này Khổng tử rất tôn trọng phụ nữ Từ tam thái Thánh mẫu của triều nhà Chu Cho đến bắt đầu Từ thời đại đó Đều gọi người vợ là thái thái Rõ ràng nói với người thế gian có người mẹ hiền đức, có người con gái hiền đức thì thế hệ sau sẽ có nhân tài. Có người con gái hiền thì thế hệ sau có người vợ hiền. Có người vợ hiền thì thế hệ sau có người mẹ hiền. Có mẹ hiền thì hậu thế có con cháu hiền. Gia đình cũng vậy, toàn cả quốc gia dân tộc cũng vậy. Phải nên truyền thừa sự hưng thịnh, điều quan trọng nhất chính là phải có nhân tài. Nhân tài có được Là nhờ người mẹ dạy bảo Vì vậy sự dạy dỗ của người mẹ Là nguồn gốc của sự thái bình trong thiên hạ Cho nên Tổ tiên của chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Sự việc trọng đại nhất trong một gia đình Vô hậu vi đại Phải có con cháu hiền ngoan Sự việc trọng đại như vậy người phụ nữ phụ trách nam chủ ngoại nữ chủ nội đây là sự việc quan trọng nhất giao cho người vợ trách nhiệm to lớn do đó các vị xem trong đoạn kinh văn có nói tích tam đại minh dương chi tất kính thê tử giả quân dương anh minh ba đời hà thương chu trong quá khứ chắc chắn Biết tôn trọng yêu thương che chở vợ con mình Chữ thê tự ở đây là chỉ vợ và con cái Vô cùng tôn trọng Cái hữu đạo yên đây là điều vô cùng có đạo lý Vì sao vậy? Thê giả giả Thân chi chủ giả người vợ thì làm chủ cái gì? Chúng ta thường nói gia đình chủ phụ là người quan trọng nhất trong gia đình. Mọi người có nghe nói gia đình chủ phu không? Không có. Vì sao đóng vai trò quan trọng nhất trong thân tộc vậy? Ba chữ thân chi chủ này là làm chủ ở đâu Ở trong nền văn hóa Tế lễ tổ tiên là do Thái thái do con dâu đảm đương Xăm si hạnh thái Tả hữu thái chi Gom góp những loại thực vật này Để cúng tổ tiên Ồ tổ tiên nhìn thấy là vui mừng hớn hở Vì sao một nàng con dâu tốt Thì thịnh dưỡng cả ba đời các vị xem cô giáo lưu tô cưới được nàng dâu rất tốt các vị nhìn xem cô có vui không rất vui vẻ vì vậy người vợ đóng một vai trò rất quan trọng phải cúng tế tổ tiên chăm lo cha mẹ chính là chăm sóc cho cha mẹ cha mẹ chồng chăm sóc lo liệu tốt cho cả gia đình ổn định đời sống ăn uống cho mọi người cái gì nhìn xem chữ an của an định viết như thế nào một bảo cái nghĩa là một mái nhà bên trong thì có gì người phụ nữ ở trong nhà thì an ổn người phụ nữ không có trong nhà thì sẽ bất an mọi người chú ý là ai bất an gì rõ ràng nhất tâm của trẻ con có an không không an có người hãy bất an thì tâm sẽ hoảng sợ rất trống rỗng sẽ đi đâu đi tìm sự kích thích để che giấu sự bất an trong tâm của họ rất nhiều trẻ em trở về nhà thì trống không Cha mẹ không có ở nhà Trong nhà chẳng có ai Đi chơi trò chơi điện tử đi tìm sự kích thích Đứa trẻ suốt ngày đều giết thời gian Ở trong tiệm trò chơi điện tử Nếu các gì có cơ hội nói chuyện với chúng Chúng tôi có nói chuyện qua với những đứa trẻ như vậy rồi Chúng cũng không muốn như vậy Trong nhà không có người Mẹ không có ở nhà Con cũng không biết làm gì Chúng rất đau khổ tìm sự kích thích là muốn để cho sự đau khổ này tạm thời không trỗi dậy thật sự giải quyết không được vấn đề từ nhỏ tôi luôn có cảm giác là mẹ luôn luôn ở bên cạnh của chúng tôi trong lòng vô cùng an ổn hơn nữa cảm thấy tình yêu thương tràn trề đến lúc đi học bước ra ngoài xã hội đều cảm thấy không có thiếu hụt thứ gì những điều nghĩ đến đều là chúng tôi có thể giúp đỡ mọi người làm việc gì. Một gia đình tràn ngập tình thương yêu thì phẩm chất đạo đức của họ không có thiếu hụt. Họ sẽ không tham cầu, sẽ không so đo, sẽ không đố kỵ. Vì vậy một người mẹ ở bên cạnh con cho đến lúc trưởng thành khỏe mạnh thì sự ảnh hưởng đối với nhân cách của chúng rất lớn. Đây là sau này tôi nhớ lại bởi vì hai người chị của tôi ba người chúng tôi đều cảm thấy làm con của cha mẹ cuộc đời là những chuyện quá vừa lòng đẹp ý hơn nữa trong ký ức của tôi ba chị em chúng tôi không hề so đo thứ gì với bạn học ra xã hội cũng là như vậy vì vậy sự giáo dục của một người mẹ tình thương của người mẹ sẽ thành tựu cho nhân cách đứa con mà nhân cách sẽ đi theo chúng suốt cả cuộc đời Để đại căn đại bổn của niềm hạnh phúc này là ở nhân cách đặc biệt của chúng cho nên chăm sóc tốt cho gia đình thay chồng nuôi dạy con cái đều dựa vào bà chủ bà chủ của gia đình Thật sự, thời đại này của chúng ta hình như kinh tế rất dồi dào. Trên thực tế, đều là những thứ bề ngoài rất nhiều người có thể không cho là như vậy rõ ràng các vị xem ăn thì càng lúc càng ngon làm sao mà không có tiến triển chứ xin hỏi mọi người hiện nay những người bị mắc nợ nhiều hay là trước đây những người bị mắc nợ nhiều các vị xem mọi người tĩnh lặng rồi hiện nay người bị mắc nợ rất nhiều hơn nữa các vị nói ăn tương đối ngon ừ. Xin nói với mọi người Con người đều không được bình tĩnh Xin hỏi mọi người quả táo của 20 năm trước thơm hay là quả táo của hiện nay thơm 20 năm trước quả táo đặt ở trên lầu 2 Cái gì vừa bước vào nhà liền nghe được mùi rồi Hiện tại thì sao đặt ngay trước mặt còn phải ngửi ngửi mới nghe được mùi ăn các loại thực phẩm thật sự càng lúc không có chất dinh dưỡng xem ra thì cũng không tệ hết thảy những công phu hiện nay đều dùng công phu ở bên ngoài xem ra thì không tệ càng ăn thì bệnh càng nhiều có phát hiện ra con người đều truy cầu cái đẹp ở bên ngoài hay không xem ra thì không có tệ Mọi người chú ý xem cái gì xem hiện nay Những người trẻ được bồi dưỡng Dễ như nói cánh đàn ông Muốn tìm người yêu Ồ xem ra thì cũng rất trắng trẻo Cái gì đừng có nhìn Nói chuyện với cô ấy vài câu Thì các vị liền mê mẩn Cô ấy có nội hàm hay không Vừa nói chuyện là các vị biết ngay Không nên chỉ có nhìn xem Không phải là hoa ở trong bình các cô gái cũng đừng có nhìn Anh ấy chạy tóc rất giống quách phú thành Thì các cô liền thích Không nên nhìn vẻ bề ngoài như vậy Nhưng mà phải nói lại Có người hiện nay có nhìn vẻ bề ngoài hay không Đúng vậy Lối sống đã khiến phải như vậy Các vị không đủ bình tĩnh Thì sẽ chịu ảnh hưởng lối sống của xã hội này Vì vậy thân di chủ được nhắc ở đây thái thái là bà chủ trong nhà vì vậy cưới vợ phải cưới người đức hạnh phải hiền đức mới được câu nói này cũng làm cho chúng ta biết đến thánh hiền tiên dương thể hội rất sâu sắc tầm quan trọng của người vợ trong gia đình Tiếp theo là nói đến Tử giả giả, thân chi hậu giả Trẻ con là hậu thế của tổ tiên Là sự tiếp đối toàn bộ huyết thống của tổ tiên Cảm bất kính giữ Làm sao mà không cung kính Không tận tâm tận lực giáo dục tốt con cái của mình chứ đây là người làm cha làm mẹ nên đặt việc giáo dục con cái ở vị trí quan trọng chỉ yếu mặt như hiếu tử như vậy mới không phụ lòng cha mẹ không phụ lòng tổ tiên đến việc hôn nhân các vị xem nghi thức xưa của chúng ta vừa ra cửa là lễ lại tổ tiên đồng thời cha mẹ đại diện cho tổ tiên kính trọng con cái cái gì xem từ những nghi thức của hôn lễ biểu lộ ra việc hôn nhân rất là quan trọng phải không trước là cúng tế tổ tiên sao là nối dõi tông đường mở đường cho người đi sau có một thế hệ sau rất tốt vì vậy con cái là thế hệ sau của tổ tiên sao có thể không tôn trọng chứ sự việc này phải thận trọng phải vô cùng xem trọng kể cả nàng dâu mới cưới về vừa bước vào cửa mẹ chồng liền đem chìa khóa trong nhà giao cho nàng dâu tiếp theo là nàng dâu lo liệu việc nhà là người chủ trong gia đình cho nên những nghi thức trong hôn lễ đều có biểu pháp sâu sắc có ý nghĩa luân thường của gia đình ở trong đó tiếp theo là thị cố quân tử vô bất kính giả vua đối với vợ với con cho đến đối với người sự vật đều luôn giữ cái tâm cung kính tri thức của cổ vấn tiên hiền quan trọng ở chỗ chủ kính tồn thành luôn luôn giữ cái tâm cung kính đây chính là tri thức chân thật vì vậy mọi người xem thành kính đối với tri thức mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích đối với người thành kính chí thành cảm thông thì có thể thật lòng kết bạn với mọi người vì vậy sự thành kính là tri thức chân thật tiếp tục là nói đến kính giả giả kính thân vi đại nói đến sự cung kính tôn trọng bản thân mình tôn trọng cha mẹ đã cho chúng ta thân thể này là sự việc to lớn vì sao vậy Thân bị thương Cha mẹ lo Lấy cái thân này đi làm những việc không có đạo đức Làm cho cha mẹ tuổi nhục Đức tổn thương Cha mẹ tuổi Cho nên tự tôn trọng bản thân mình Đó chính là việc To lớn nhất trong sự cung kính Tiếp theo là Nhấn mạnh Thân giả giả Thân thể của chúng ta Thân chi chi giả là cành nhánh của cha mẹ cha mẹ là thân cây chúng ta là nhánh cây cha mẹ là gốc rễ không có cha mẹ thì không có chúng ta mà chúng ta là nhánh cây chúng ta bị tổn thương cha mẹ sẽ đau lòng hơn chúng ta vì vậy cảm bất kính dữ làm sao mà không thể cung kính bản thân mình chứ giả như không kính thân thể hành vi của chính mình bất kính kỳ thân Là thương kỳ thân Làm cho cha mẹ lo lắng đau buồn Thương kỳ thân Thì thương kỳ bổn giả Làm cho cha mẹ đau lòng Chính là đã làm tổn thương một người Căn bản của việc làm người Đức giả bổn giả Phù hiếu đức chi bổn giả Hiếu là cái gốc của đức nếu bất hiếu thì sẽ tổn hại đến nền tảng của đức hạnh thương kỳ bổn tắc chi tùng nhi vong cái thân cây này bị hư rồi nhánh cây cũng không sống được thật ra lúc hiếu đạo của chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng xem ra mạng sống của chúng ta thì vẫn còn nhưng trên thực tế chỉ là cái xác không hồn những việc làm có thể là hành vi Của loài cầm thú Thật sự là còn nghiêm trọng hơn là đã chết Đang tự chà đạp bản thân mình Đang tạo nghiệp chướng Cho nên gọi là chi tùng di dông Thật sự chỉ là cái xác không hồn Tam giả Bá tánh chi tượng giả Ba công việc này tôn trọng vợ tôn trọng con cái tôn trọng hành vi bản thân của mình ba việc này bá tánh chi tượng giả chữ tượng này nghĩa là tấm gương cổ thánh tiên dương đã làm rất tốt ba việc này trở thành tấm gương cho người dân noi theo bởi vì trên làm thì dưới noi theo người thầy xưa đối với cha mẹ đối với thầy giáo đối với vua thì vô cùng tôn trọng cho nên hành vi đối với cha mẹ đối với thầy giáo đối với vua là vô cùng tôn sùng và noi theo ở đây tiếp tục nói đến thân dĩ cặp thân Những vị tiên dương Quý trọng thân thể của chính mình Có thể suy ra là Quý trọng tất cả mọi người Tôn trọng hết thảy người dân Cho nên sự đồng cảm này Đã thể hiện ra thái độ Chính là sự biểu hiện nhân ái Tử dĩ cặp tử Thương yêu tôn trọng con cái của mình Đồng thời cũng tôn trọng thương yêu con cái của mọi người Giống như là cha mẹ của mọi đứa trẻ vậy Là bảo vật của tổ tiên của họ Cái gì không thể ngược đại chúng Không thể ức hiếp chúng Phi dĩ cặp phi Chữ phi này nghĩa là người vợ Tôn trọng vợ của mình Thì cũng tôn trọng vợ của tất cả mọi người Thật sự việc quan trọng của tri thức chúng ta chính là không ngừng mở rộng tâm lượng của mình từ việc đối với người trong nhà của mình có thể mở rộng ra với tất cả mọi người người này đã thực hành rất tốt tâm thương yêu rất rộng lớn các vị vua cũng là thái độ này suy bụng ta ra bụng người Quân tu thử tam giả Nhà vua có thể tu dưỡng tốt Ba việc này Tiến thêm bước nữa Là làm tấm gương cho mọi người Tắc đại quá hy ư thiên hạ Sự giáo hóa sâu sắc của họ Mới có thể phổ cập đến toàn thiên hạ Đương nhiên điều này có sự thân giáo của họ cũng có sự ngôn giáo cũng là dùng những đạo lý này để giáo hóa người dân chữ hy này đọc là hy có nghĩa là phổ biến nó còn có một cách đọc nữa có một thành ngữ cùng chung kẻ thù chữ này đọc là khái có nghĩa là phẫn nộ Trong chữ cổ cách đọc khác nhau Sẽ có nghĩa khác nhau Một chữ hy khác nghĩa là rộng khắp Các vị có biết vì sao tôi nhìn các vị không? Tôi muốn xem chú thích có bị sai hay không mà Dễ như các vị nhìn thấy chỗ sai Thì lắc mạnh hai bên là tôi biết liền Điều này gọi là quy định ngầm giữa người với người Giữa vợ và chồng cũng phải có quy định ngầm Giữa đồng nghiệp cũng có quy định ngầm Trong ngũ luân cũng có quy định ngầm Như vậy là vô thanh thắng hữu thanh Các vị xem Sự giáo hóa của Minh Dương Đều nằm ở trong luân thường Mối quan hệ về luân thường thực hiện tốt Hai quà rồi Gia đình hòa thuận Mỗi một gia đình là tế bào của xã hội Trong nhà yên ổn thì xã hội mới bình yên Cho đến người xưa Thật sự là Cái gốc Cái gốc của thiên ngạ là quốc gia Cái gốc của quốc gia là gia đình Cái gốc của gia đình Là tu thân Cái gốc của gia đình là ở người mẹ dạy bảo tốt sự giáo huấn của người mẹ là nguồn gốc thái bình của thiên hạ mọi người hiểu được điểm này dạy con gái thì quan trọng hơn vĩ đại hơn dạy con trai vì vậy người sinh được con gái thì sự an nguy của thiên hạ ở trong tay của các vị có ai vừa nghe xong thì điền nói như vậy không? Thời đại này không sanh là tốt hơn. Vì các vị có cái tâm thái này không dám đảm đương. Thưa các vị học trưởng, đời người phải mạnh dạn nhận trách nhiệm. Cẩn dịch, vọng tây, cư sĩ. Phước tịnh, cư sĩ. Mộ tịnh, cư sĩ. Địa chỉ email. Vọng tây cư sĩ a móc gmail.com Người đọc Hạnh Quang Phát tâm cúng dường Do nhóm đệ tử quy Thành tâm cúng dường Nguyện cả thảy chúng sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh về nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật